Nghe qua rồi. Hai năm nay có mấy sản phẩm cũng không tệ, nhưng còn phần về mảng game thì tôi cũng không rõ cho lắm. Tôi muốn mua nó, nhờ cậu Dân Ngôn Thanh đánh giá giúp tôi. Buổi chiều hẹn người phụ trách nói chuyện với tôi. Chiều nay hả? Đúng như vậy. Hiểu rồi. Tên công ty này là phần mềm game Tân Động đúng không? Được, tôi sẽ đi dặn dò ngay. Có thông báo, một lát nữa bản báo cáo tài vụ của công ty phần mềm Tân Động sẽ chuyển vào đây. Hỷ hỷ xảo xảo các cô phụ trách dự đoán đầu tư năm nay của Phong Đằng. Tiểu Huyên Ai Giai phụ trách đánh giá tài vụ của việc sát nhập. Thừa Quyên, cô tập hợp lại giấy tờ lập kế hoạch chính thức. Sam Sam, cô hỗ trợ cho Thừa Quang. Dạ. 3 tiếng sau mọi người phải có đầy đủ tất cả số liệu, nghe rõ chưa? Dạ, dạ. Mọi người có chuyện gì vui sao? Chị Soái à, anh lên tầng mấy? Tầng 21 nha. Cảm ơn nhiều. Không cần khách sáo. Nè Nana, cô đi niềng răng khi nào vậy? Chị Soái à, em biết hôm nay tập đoàn có một cuộc họp quan trọng, chắc là bận tới nỗi không có thời gian ăn cơm. Em mang cho anh bữa sáng nè. Bên trong có sandwich và cà phê luôn đó. Chu đáo vậy sao? Nhìn là muốn ăn liền á. Cảm ơn nhiều. Không có gì. Chị Soái. Đi xem sao. Tôi thấy cô cầm nhiều tài liệu là để đưa cho ai vậy hả? Ờ, số tài liệu này tôi tới để đưa cho Ngôn Tổng. Trùng hợp thiệt, tôi cũng đi tìm Ngôn Tổng. Đưa đây, tôi cầm giùm cho. Cái này ạ, cảm ơn anh nhiều nha. Tiện đường mà. Nè, cô đem cái này để ở bàn làm việc của tôi nha. Cảm ơn. Được, không có gì đâu. Tạm biệt. Tạm biệt. Về phía công ty Tân Động, mặc dù quy mô không lớn nhưng hai năm nay thành tích của họ rất tốt và có sáng tạo. Nhiều người có danh tiếng trong ngành đều rất coi trọng công ty này. Tôi tin chắc rằng nếu như Phong Đằng thu mua tập đoàn của họ sẽ là một việc rất có lợi. Bản báo giá mua hàng tại sao lại dương ra một con số không? Tiểu Hiên, bản biểu báo cáo số tiền mua hàng là cô làm phải không? Sao lại như vậy? Bây giờ đã ký hợp đồng rồi làm sao đây? Ờ, trưởng phòng Liên à, đây là hợp đồng chuẩn nhất mà bọn họ vừa gửi qua. Thật sự dư một số không? Chuyện này chúng ta phải giải quyết sau đây mà. Đúng rồi đó. Kiểu gì vậy? Dạ đúng rồi. Nhưng mà cấp trên có trách xuống á thì chúng ta sẽ bị đuổi việc. Bây giờ làm sao đây trưởng phòng? Bây giờ mọi người phải cùng nhau nghĩ cách. Không được, buổi ký hợp đồng phải dừng lại. Nếu như bản hợp đồng này mà được ký thì tất cả chúng ta bồi thường bằng tiền lương cả đời cũng không thể nào mà đền hết cho được đó. Sam Sam, tôi thấy Sam Sam cô ấy rất là thân với Trịnh Kỳ, hay là để cô ấy tìm Kỳ Soái đi. Đúng đó, Sam Sam, hay là cô đi thử đi ha. Sam đúng Sam. Rồi, tôi với Kỳ Soái không có quen biết gì hết đâu. Đang thời khắc dầu sôi lửa bỏng mà cô còn ích kỷ như vậy sao? Dân mọi người cả phòng tài vụ chúng ta được trông cậy vào cô hết đó. Đó. Không phải vậy đó. Sam Sam, giúp con gọi điện thoại. Gọi điện thoại đi. Tại đi. Tín hiệu không? Sao rồi? Không có ai nghe hết. Chị cô mau đi tìm người ta đi. Đúng rồi đó Sam Sam, đi tìm người ta đi mà. Bây giờ cô hãy cầm thẻ của tôi đến phòng nghiên cứu và phát triển tìm thư ký của Trịnh Kỳ liền đi. Đi nhanh đi mà. Đi nhanh lên. Đi nhanh lên.
cầm theo hợp đồng nè. Nhanh lên đi. Đi lên. Kỳ soái chưa bao giờ để tôi giữ thẻ hết. Cô cầm thẻ của tôi đi tìm thư ký của Ngôn tổng đi. Đi nhanh lên. Tôi có nghe Carol nói lúc nãy Ngôn tổng và kỳ soái đã đi đến phòng họp rồi. Vậy đi, tôi đưa thẻ của tôi cho cô. Trưởng phòng biết rồi, cô đi đi. Người ta nói ăn cơm chúa phải múa tối ngày, quả thật không sai mà. Khi bạn thành công rồi, lúc đó thế giới này mới biết bạn là ai. Bây giờ thì lên đoạn đầu đài. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi vào nhầm phòng rồi, xin lỗi. Xin lỗi. Chủ tịch à. Tiêu rồi. Mình từ đại ân nhân của nhà họ Phong, bây giờ thì biến thành tội nhân lớn của Phong Đàn rồi. Cái hợp đồng vẫn chưa ký chứ ạ? Nhất định đừng ký nha. Trên hợp đồng có dư ra một số không, cái này mới là chính xác nè. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Đây là lỗi tại tôi. Xin lỗi, xin lỗi. Buổi ký hợp đồng đã kết thúc. Tiêu rồi, tiêu rồi. Lần này thực sự là tiêu rồi. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Đây là lỗi tại tôi đã gây thiệt hại. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi chủ tịch mà. Đều là lỗi tại tôi. Ngàn lần xin lỗi chủ tịch mà. Tôi xin lỗi. Nghe đây, việc làm của cô vẫn chưa đến mức gây ra thiệt hại cho công ty. Câu nói vừa rồi là ý gì vậy? Có thật không hả? Sớm biết là như vậy, lúc đầu mình nên hiến một lít máu luôn cho rồi. Tiêu rồi, vậy là mình sắp bị đuổi việc mất rồi. Phải làm sao đây? Yên tâm đi, số tiền không bị sai gì hết. Hả? Ồ, không phải đâu. Cái đó, trưởng phòng nói cái này mới là đúng nè. Anh xem nè. Cô nghĩ chủ tịch mình là ai hả? Mắt cô nấy cực kỳ nhạy bén. Trước khi ký hợp đồng đã phát hiện ra sai và đã sửa lại rồi, cho nên số tiền không bị sai. Yên tâm đi, không sao đâu. Phòng đầu tư, phòng tài vụ, phòng hành chính và cấp trên các trưởng phòng cùng với tất cả thư ký lập tức tập họp. Dạ. Mặc dù tôi không kịp đến buổi ký kết, nhưng ít ra mọi người không phải bồi thường bằng tiền lương. Không là bồi thường suốt đời cũng hơn cứu vãn được tình thế. Nhưng mà tất cả cấp trên của các phòng đều bị bắt phải làm kiểm điểm hết. Không biết là trưởng phòng có trách mình hay không nữa. Chủ tịch nói nếu như lần sau còn như vậy phải chạy khắp các phòng để đền bù sai sót, thì tôi sẽ chọn một tuyển thủ điền kinh 100m làm trợ lý tài vụ mới được. Làm việc thì không biết động não, đến trưởng phòng hành chính cũng chạy mất tiêu, giống như con rùa rụt cổ vậy. Làm cả công ty rối lên hết. Đây là cách giải quyết sai sót sao? Thật tình tôi không hiểu, tại sao phòng nhân sự không nhận người tôi đề cử mà lại nhận một người như cô vào chứ? Dạ. Trưởng phòng mà, ông đang nói ai vậy? Tôi nói cô đó. Đại học hạng 3, trình độ hạng 3,
Tôi cứ nghĩ là cô sẽ làm được việc, chỉ có làm phiền người khác thì giỏi thôi. Phòng nhân sự uống nhầm thuốc gì rồi? Cô suy nghĩ làm sao mà qua được kỳ thử việc này đi. Nè Thừa Quyên, cô nói xem Tiết Sam Sam rốt cuộc có lai lịch ra sao chứ. Đừng nói cô ta là bạn của Kỳ Soái nha. Tôi làm sao biết được, chắc lai lịch cũng không đơn giản đâu. Nếu không, một người học lực kém cỏi như cô ta dựa vào cái gì mà vô được đây chứ? Công ty chúng ta là Phong Đằng mà, làm sao lại nhận một người điên như vậy? Hơi nặng lời rồi đó nha. Bởi vậy lúc nãy cô không thấy trưởng phòng lên lớp cô ta hay sao? Tính cách trưởng phòng cô còn không biết sao? Coi trọng thực lực giải quyết công việc, vô cùng phản cảm với những người dựa vào quan hệ. Cho nên 15 năm vẫn chỉ là trưởng phòng thôi. Nhưng mà tôi thấy ông ta cũng hơi nặng lời quá rồi đó. Với lại Sam Sam cũng là người chịu nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy mà. Thôi bỏ đi bỏ đi. Coi như cô ta xui, tự nhiên khi không lại đi rước họa vào thân mình. Chắc chắn sau 3 tháng thử việc, thể nào cô ta cũng bị đuổi việc cho coi. Ai dai Đỗ Phong. Tối qua trên tivi có chiếu phim mới đó, cô coi chưa? À coi rồi, hay lắm. Nam diễn viên chính rất là đẹp trai. Đỗ Phong mà, anh đã tìm được chỗ ở chứ vậy? Tìm được rồi, chỉ là hơi cách xa công ty một chút, nhưng vẫn rất thuận tiện. Ồ, vậy thì tốt rồi. Anh không sao chứ? Không sao, không sao. Cẩn thận hết trơn à. Anh có đau không vậy? Không có gì. Hai người quen nhau từ trước hả? Chúng tôi tình cờ quen nhau trong lúc học bồi dưỡng 3 ngày. Bây giờ anh ấy làm chuyên viên phòng hành chính rồi, tốt nghiệp từ trường đại học thương mại đó. Đúng vậy, tôi đến từ Đông Bắc, không giống cô ấy học ở đại học Thượng Hải, gần như là người Thượng Hải rồi. Cho tôi hỏi một chút, bồi dưỡng 3 ngày là gì vậy? Phải rồi, bồi dưỡng 3 ngày là cuối tháng 8. Sam Sam với chúng ta là cùng một đợt có phải không? Hí, sao tôi không có ấn tượng gì với cô vậy? Số thứ tự là bao nhiêu? Ngồi ở chỗ nào vậy? Nè, đúng tôi rồi. Là số 2 đó. Tôi đi làm việc tiếp nha. Nè, tự nhiên bỏ đi vậy. Nè, tay anh còn đau không? Có cần băng cá nhân không? Ê, để nói là không. Em sao còn mấy mà. Miếng nè, nam nhiều lắm. Nam tử hán đại trượng phu, dù đây có gì đâu chứ. Thật tình tôi không hiểu, tại sao phòng nhân sự không nhận người tôi đề cử mà lại nhận một người như cô vào chứ? Tôi làm sao biết được, chắc lai lịch cũng không đơn giản. Nếu không, một người học lực kém cỏi như cô ta dựa vào cái gì mà vào được đây chứ? Thì ra nhân viên mới phải học bồi dưỡng 3 ngày. Mình thì không được học, chỉ là một cuộc điện thoại thông báo và bàn bạc về thời gian làm việc. Tại sao vậy? Mình cứ tự dỗ bản thân mình rằng người phụ trách phòng nhân sự có con mắt tinh tường, ngọc trong đá rốt cuộc cũng được mài dũa. Bây giờ xem ra sự thực là nhóm máu AB HR âm tính. Em gái tôi có cùng nhóm máu với cô. Con bé vừa vào phòng phẫu thuật, nhưng ngân hàng máu trong bệnh viện không đủ. Tôi rất cần cô giúp đỡ. Cô có thể hiến máu được không? Thì ra Phong Đằng muốn mình làm không phải là trợ lý tài vụ, mà là làm một huyết ngân. Nhưng mà máu gấu trúc ở đâu chẳng tìm được, tại sao phải nuôi một huyết ngu trong công ty chứ? Cảm giác thật là bạc bẽo, giống như là đang bán máu vậy.承诺是永远。